chúng ta đã nghe những cái chuyện rồi ạ. Gan á thì nó giống như là một cái cơ quan để mà có rất nhiều chức năng, khoảng từ chủ hóa thì từ tổng hợp điện tử rồi chứa đông máu vân vân. Thì gan á cái vai trò rất là quan trọng trong cơ thể mà chúng ta sẽ biết hiện nay đó là chủ yếu là gan cũng chưa tới hóa mốt thì gan B C cũng có liên quan đến vì gan cơ bụng vân vân. Thì gan nó là một năm kilo B cộng D B D thì chúng ta thấy một cái đơn vị điểm thì gan được giảm với bốn lúc thứ sau khi đã được chuẩn cho trung tâm. Ngoài ra qua đó là những cái bài gan cái bài này nó có một cái một cái trường một cái buổi gì đó có hai lớp trên thì dưới ở trong đó có mạch máu và cái ống một cái đường đường tiểu như những cái mạch của họ hoặc là cái mạch tiêu hóa. Ngoài ra giữa những cái tiểu đường này có những cái mẹ đó có những cái tiểu đường ăn và cái tiểu đường cái tiểu đường cũng là mạch hại đây là cái mạch tiêu hóa đây là mạch gan đây là cổng họng đây là mạch sữa. Thì các chị có thể tưởng tượng ra như vậy thì các chị thấy cũng có một cái gì gan nó đưa đến không được tăng áp lực hoặc là có đến lớn thì được mở những cái cơ quan có chức năng cái hệ gan rất là dữ dội và sự phát hiện ở đường thận vân vân. Như các chị thấy yếu tố điều trị gan thì từ đến mạng cha và tiền mở và tiểu mạng. Các bạn nghe cuốn sách luôn. Đi gan của bạn nghe đúng không? Thì hát một phần của gan thì thấy chẳng hạn như một bữa tra một cái dưới gan thì thật ra thì không thức khóa mà nó không có đứa đồ ấm sẽ vô ra cho mọi người từ gan bài quá thì điều cầu là phải đạt ra dưới máu để có thể giữ chẳng hạn như bệnh nhân thì chúng ta sẽ gì gan trong phần trung gan đó là gan có gì do là gan gan cái gì đó gì do cái điều gì các vị cũng có thể thấy là của bệnh nhân bị gan đôi khi là rinh rinh tự do giống tiếp thành rinh đi gặp một tiếp tăng lên nghe bị ngơ ngơ hả mình gan tăng bị ngơ ngơ chấm trên nhà tôi có là một cụ già bị mỗi lần có tăng lên nghe. Có thể từ gan, thứ hai là chức năng và chức năng của gan, thứ ba là chức năng chuyển hóa của gan, thứ tư là chức năng khác chức năng giữ trữ nên như giờ muốn khoan chức năng bao máu để chức năng chủ động. Đây là những chức năng của gan mà tốt là các chị có thể có bốn cái chức năng chính trên hàng gan. Về chức năng chuyển hóa của gan chúng ta thấy là gan nó chiếm đến 29% của lượng tiêu chuẩn máu tăng từ gan ấy. Thank you.
nhưng mà khi mà chúng tôi biết là công tác báo thì người cũng như thông báo cái năng lực của hạ nhân chúng tôi có cái tập đoàn lớn thì con cũng là rất là ủng hộ họ tôi thắng rất cao các cái đồng hành các này là quý gửi cho kẻ ra có thể chúng bạn biết các chúng tôi cũng mặt thì cái công tác này nó có một tính thống rất là lớn cho nên trong những cái trường hợp á mà nó bị hay nó dùng ăn không thì là một cái Thank you.
vậy qua bạn cô lên lát là vậy qua đi biết về được qua hát rồi tổ chức bạn kia rồi có hết rồi ở đây vậy cái này điều nữa mà cái sự lý cô gia sự lý cô gia thì nó có thể tạo lý cô gia và chỉ có lý cô gia đó là gọi là tăng trưởng điều như chúng ta vừa nói thì nếu mà nó chọn nền đường mà hạn như quá từ cái nền đường cái của thế giới mà chúng ta thấy thế giới thì đã khá hấp thu ra từ dữ dội đó là điều nữa lý cô gia. Cái loại đi qua thì tự nhiên nó sẽ tạo ra cái cái đó là cái tự nhiên của cái đường không gian ở chúng ta thiếu anh chúng ta thấy cái tự nhiên đang thì nó tự nhiên là một đường cái này hơi á nó sẽ biến đổi ra cái con cái con rùa hoặc là sinh đường mới luôn, tức là ngoài cái chuyện mà đi qua đây chẳng hạn chúng ta dự nó sẽ sinh đường mới hoặc đường vô từ đi ra luôn anh thấy là cái mở rộng tức là đường mở và là tập hiểu nước họ có học cái thì sản phẩm không gian thì quá là tập của nó tức là gan giống như là một chuyện rất là thần kỳ, nó có thể những cái dạng khác có thể từ giảm thở ra để thiếu máu, nó có thể nó rất là nhiều giai đoạn diễn ra và đồng thời nó có thể từ cái này nó chỉ có cái kia cái này từ glucose nó thể chuyển qua zero và từ cái béo và ngược lại khi chúng ta thiếu đường nó có thể từ những cái béo hoặc là nó có thể chuyển trở lại ông có cái béo tạo năng lượng để các bé có thể là những cái đó và các bé tạo năng lượng để tạo tiếp ăn từ đó ăn tiếp để được các con thì nó mở cái cho nó có quan biết là ở chuyện phải cái đi con đi lên tới một cái mô mở và cái đó tạo cái nào cũng rất là vào không bên 80% là do thành là bị bí mật ăn và cái đó là bí mật là 80% cái gì mà cái gì chúng ta thấy về cái tăng triệu quá rồi và thấy có cái sự tăng cao đi của acid, cái acid đi cái rất nhiều của acid có thể tăng tăng lượng và tăng béo, thì là tăng đường đen rồi rồi là tăng các loại tử thể thì nó chỉ một tình quá rồi đúng không? Các chị có biết chương trình béo không? À, đây là chương trình béo thôi, nó nói về đường đen và tử thể thôi là chương trình béo. Em bảo gì là em bảo cái quả cao thuốc á nó sẽ tăng cái những cái thời gian nó sẽ tăng cái chương trình béo thôi. Về tổng hợp của tiêu thụ huyết tương chỉ tiêu thụ của ta là ăn tiêu tiêu trên da một vợ tổng hợp tiêu huyết mạch được ăn tiêu tiêu trên da cũng là cái kệ bản thân bị không thiếu yếu các vị thấy trong những cái trường nghe các vị thấy thứ bộ cũng không tốt các vị nữ các vị ăn tiêu tiêu rất là giảm bởi vì gan nó bị hư rồi nó không tổng hợp được tiêu tiêu mà nếu ăn tiêu tiêu không tổng hợp được thì cái áp lực cao nó khó chứ cái thao hồ nó Thank you.
kiểu phải thì ăn Thank you.